9. Tham cầu sự rỗng không sâu lắng, ma trầm không, kinh văn. Hiểu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát minh, tam ma địa trung, tâm ái nhập diệt, nghiên cứu hóa tánh, tham cầu thâm không. Việt dịch, lại nữa thiện nam tử kia thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma địa tâm ưa vào nơi tịch diệt, nghiên cứu tánh biến hóa, mong cầu tánh rỗng không sâu lắng giảng lại nữa thiện nam tử kia thủ ấm đã hư diệu không mắc các tà lự tính phiên định phát minh trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung hành giả không còn tà lự nữa an trụ trong định sáng suốt tròn đầy trong tam ma địa tâm ưa vào nơi tịch diệt nghiên cứu tánh biến hóa mong cầu tánh rỗng không sâu lắng hành giả nghiên cứu trạng thái chuyển biến của một vật thể từ khi hiện hữu đến khi trở thành không và làm thế nào mà từ không lại chuyển biến thành có hành giả nghiên cứu cách biểu hiện của sự biến hóa này mong cầu được trải qua một cảnh giới rỗng không nhiệm màu kinh văn nhĩ thời thiên ma hậu đắc kỳ tiện phi tinh phụ nhân khẩu thuyết kinh pháp việt dịch lúc ấy thiên ma có cơ hội thuận tiện liền phóng tinh thần bay đến gá vào người khác dùng miệng người ấy giảng kinh nói pháp giảng lúc ấy thiên ma có cơ hội thuận tiện thiên ma trông chờ khi nó thấy được cơ hội thuận tiện liền phóng tinh thần bay đến gá vào người khác dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp ma giảng pháp bằng miệng của người mà nó đã gá vào kinh văn kỳ nhân trung bất giác chi ma trước diệt ngôn tự đắc vô thượng niết bàn lai bỉ cầu không thiện nam tử xứ phu tòa thuyết pháp ư đại chúng nội kỳ hình hốt không chúng vô sở kiến hoàn tùng hư không đột nhiên nhi xuất tồn một tự tại hoặc hiện kỳ thân đỗng như lưu ly li, hoặc thùy thủ túc tác chiên đàn khí hoặc đại tiểu tiện như hậu thạch mật, phỉ hủy giới luật, kinh tiện xuất gia. Việt dịch, người ấy thật không biết bị ma gá vào còn tự tuyên bố mình được vô thượng niết bàn. Nó đến nơi người tham cầu không tịch, trải tòa ngồi thuyết pháp ở trong đại chúng, thân hình nó bỗng dưng biến thành không, chẳng ai thấy được. Rồi từ hư không, bỗng dưng nó lại hiện ra, khi còn khi mất một cách tự tại, hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, khi duỗi tay chân thơm mùi hương chiên đàn, hoặc đại tiểu tiện ra chất cứng như đường phèn, nó phỉ báng, hủy phạm giới luật, khinh thường các vị xuất gia, rằng người ấy thật không biết bị ma gá vào còn tự tuyên bố mình được vô thượng niết bàn nó đến nơi người tham cầu không tịch đến nơi hành giả tham cầu thần thông trải tòa ngồi thuyết pháp ở trong đại chúng thân hình nó bỗng dưng biến thành không chẳng ai thấy được